Anh em Sam xin lỗi. Bây giờ tôi nói này, bỏ qua cho em. Tôi không bảo, tôi đéo cần biết là lỗi của ai. Người yêu tôi biết. Đéo bao giờ tôi dưng đi nhắn tin thế này thế kia nhá. Còn ông nhắn tin ông bảo là bịt làm người yêu ông xong rồi là đêm cần ông cũng lên ông đến ngay bên cạnh được ấy. Mà trong cái đó đây là vợ sắp cưới của tôi, ok chưa? Hay bịt mẹ cho ông định gạ người yêu tôi không đi ngủ là hay là phải đến như thế nữa? Quay mặt tôi kìa. Mày mày cứ cần tao cho mày dịt mẹ mày sáng nhất cái đất Hạ Long được không? Em xin lỗi, hả? Em ơi giải thích một câu đi em ơi. Giải thích cái địt mẹ mày à? Giờ địt mẹ làm đéo ai thích cho mày giờ phút này. Mày giải thích cái kiểu gì địt mẹ? Mày nhắn tin cho người ta xong mày địt mẹ mày cào cưa thế này thế kia, mày bảo giải thích. Địt mẹ mày. Hả? Tao cái cảnh cáo nhá. Còn ở đất Hạ Long mày thích gọi ai? Tao chiều. Thích chơi kiểu xã hội, tao chiều, thích công an, bố mày chiều luôn. Tôi có gì thông cả. Em nào? Thế nào? Ông xin lỗi người yêu tôi một câu. Cho mình xin lỗi nhé. Mày ông nay không có